Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với phần điểm tin trong ngày của Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 2 Tây tháng 4. Và thưa quý vị, liên quan đến sự kiện xảy ra tại Tòa nhà Quốc hội ngày hôm nay, thì cảnh sát cho biết là một nghi can đã bị bắn chết sau khi dùng xe ủi vào hai cảnh sát viên ở gần cổng vào phía bắc của Tòa nhà Quốc hội. Và cảnh sát đã xác nhận là có một cảnh sát viên đã bị bắn chết, đó là ông William Evans, có thâm niên 18 năm và là thành viên đơn vị phản ứng nhanh trước nhất. Còn về phía nghi can thì cũng bị bắn chết ngay tại hiện trường. Người này đã đâm xe vào hàng rào chắn và sau khi bị chặn lại thì đã bước ra trên tay cầm cái con dao và chạy tới đâm hai cảnh sát viên. Và sau đó nghi can đã được xác định tên là Noah Green, 25 tuổi, đến từ tiểu bang Indiana, và người này đã bị bắn và chết ngay tại hiện trường. Sự việc xảy ra chỉ có vài ngày thôi thưa quý vị, sau khi Quốc hội đã gỡ bỏ vòng hàng rào xung quanh tòa nhà được dựng lên sau ngày cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng, phải nói là cũng đi vào lịch sử khi mà có hàng trăm ủng hộ viên đã ủng hộ cựu Tổng thống Trump và tràn vào tấn công làm 5 người chết, trong đó có một cảnh sát viên. Và nói về cái sự kiện này ngày hôm nay thì bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã bày tỏ cái sự tiếc thương và yêu cầu là cờ phải hạ cờ xuống để mà tưởng nhớ cái vị cảnh sát đã hy sinh trong cái sự kiện ngày hôm nay. Và ngược lại bên phía Tòa Bạch Ốc cũng vậy, Tổng thống Joe Biden cũng đã yêu cầu phải treo cờ rủ. Và chỉ mới có gần đây thôi thưa quý vị, thì những cái vị thượng nghị sĩ, những nhà lập pháp ở bên phía đảng Cộng Hòa đã rất nhiều lần yêu cầu là phải dỡ bỏ cái hàng rào chắn sau khi cái sự kiện ngày 6 tháng 1 vừa rồi. Thì quý vị cũng nhớ là Quốc hội đã được dựng những cái hàng rào xung quanh để bảo vệ an ninh dày đặc thêm, thì rất nhiều những nhà lập pháp bên phía Cộng Hòa nói là cái việc này không cần thiết. Cụ thể là ông Mitch McConnell mới chỉ có tháng vừa rồi thôi, ông này đã nói với giới truyền thông là Quốc hội hay là thậm chí là cụ thể là bà Nancy Pelosi đã làm quá khi mà vừa đòi phải dựng cái hàng rào lên và để như vậy hàng tháng trời, cộng thêm cái chuyện là dựng lên dò kim loại, mỗi khi mà có bất kỳ nhà lập pháp nào bước qua thì phải đi qua cái cổng đó để mà tránh không có ai được đem vũ khí vào bên trong tòa nhà Quốc hội. Thì chính ông Mitch McConnell là cũng mới nói là những người bên phía Dân Chủ đã làm quá trớn, không cần thiết. Nhưng mà ngày hôm nay ông Mitch McConnell cũng nói với giới truyền thông là ông cảm thấy rất là sốc và rất là tiếc thương cho vị cảnh sát đã hy sinh như vậy. Và cũng trong cái tình hình về an ninh của Tòa nhà Quốc hội thì vệ binh quốc gia vẫn còn ở duy trì ở Tòa nhà Quốc hội để bảo vệ an ninh ở đây. Và lực lượng này sẽ ở lại đây đến giữa tháng 5 thưa quý vị. Thì ban đầu đó vệ binh quốc gia chỉ được triển khai đến ngày 12 tháng 3 mà thôi. Nhưng mà sau đó những nhà lập pháp yêu cầu là phải ở lại thêm nữa bởi vì họ vẫn không an tâm, và bên cạnh đó rất là nhiều những cái báo cáo của tình báo quốc gia, của FBI nói rằng những cái lực lượng bạo động vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và hiện nay tại Tòa nhà Quốc hội thì có khoảng 2.300 vệ binh quốc gia vẫn đang giữ an ninh. Đó là lý do vì sao ngay cái sự kiện ngày hôm nay thưa quý vị, khi mà nghi can đã tấn công vào thì ngay lập tức là lực lượng vệ binh quốc gia đã ập tới, cho nên là cũng không có một cái tai nạn nào thương tâm hơn ngoài một cái viên cảnh sát đã hy sinh. Và cảnh sát sau đó cũng có khẳng định là cái câu chuyện tấn công của nghi can là một cái sự kiện đơn lẻ chứ không phải là một cái hành động khủng bố. Tuy nhiên là họ đang điều tra thêm động cơ của nghi can. Và chuyển sang một cái phần tin nữa thưa quý vị, là về câu chuyện về một cậu bé có tên là Tarek Bell, 18 tuổi, đến từ North Carolina. Thì cậu bé này có ước mơ sẽ trở thành một siêu mẫu, và cậu sẽ chuẩn bị đón sinh nhật của cậu bé này, của cậu Bell này, vào một tháng nữa sẽ chuyển sang tuổi 19. Nhưng mà có lẽ là ước mơ của cậu bé đã hoàn toàn dập tắt và phải dừng lại mọi chuyện khi mà hôm thứ Bảy vừa rồi, vào ngày 27 Tây tháng 3, cậu Bell này đã đến New Jersey để thăm bạn gái của mình. Và trong lúc mà cậu cùng với bạn gái và cái người cháu của cô bạn gái làm chỉ mới có lên 10 tuổi thôi ngồi ở trong xe, thì không hiểu vì sao có những chiếc xe bên cạnh họ tấn công và họ nã súng vào xe. Và ngay lập tức cậu bé này đã có một cái hành động rất là dũng cảm khi cậu đã lấy thân mình
để che chắn cho đứa cháu 10 tuổi. Cậu ôm đứa cháu 10 tuổi vào lòng và cuối cùng là cậu bé này đã hy sinh, còn đứa cháu thì bình an vô sự. Và cái người 25 tuổi ngồi phía trước xe cũng bị tấn công và cũng chết tại chỗ, và cảnh sát hiện nay cũng chưa có công bố nghi can nào bị bắt giữ sau việc này. Và người dân và gia đình của cậu bé Bell này cảm thấy rất là giận dữ và mong muốn là được công lý, phải được tìm kiếm. Và đó là một cái câu chuyện mà phải nói là khá xúc động mà chúng tôi đọc thấy ngày hôm nay. Thưa quý vị, và chuyển sang một cái phần tin nữa là dù một số cái câu chuyện bạo động đang xảy ra ở tại nước Mỹ, và như ngày hôm qua chúng tôi nói đó, kể từ cái sự kiện những cái vụ xả súng thảm sát ở Atlanta từ ngày 17 Tây tháng 3 vừa rồi cho đến nay, thì nước Mỹ có ít nhất mỗi ngày sẽ có một vụ xả súng. Và mới cái ngày hôm kia thôi quý vị, thì cũng có một cái vụ xả súng ở Orange County khi mà hung thủ đã lock cái cửa lại và để không cho nạn nhân thoát thân. Và sáng ngày hôm nay thì xảy ra cái câu chuyện tại tòa nhà Quốc hội như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là mọi chuyện đang là một cái bức tranh màu xám tại nước Mỹ. Cụ thể là ở nước Mỹ vẫn có tình hình về việc làm, về kinh tế vẫn có những cái dấu hiệu khởi sắc hơn. Ngày hôm nay thưa quý vị, theo hãng thông tấn Reuters cho biết là Bộ Lao động Mỹ vừa đưa ra một cái bản báo cáo ngày thứ 6 cho biết là nước Mỹ có hơn 916.000 việc làm trong hồi tháng vừa qua, và đây là cái mức gia tăng lớn nhất kể từ tháng 8 năm ngoái, và mức thất nghiệp nay giảm còn 6% so với 6.2% vào hồi tháng 2. Và giới chủ nhân của Mỹ đã nhận thêm nhiều nhân viên hơn dự trù trong tháng 3, là do một phần là do cái việc mà chích ngừa vaccine COVID-19 đã được đẩy mạnh, và phần thứ hai là có thêm tiền trợ giúp chống ảnh hưởng của đại dịch do chính phủ liên bang tạo sự tin tưởng là phát triển kinh tế đã thực sự bắt đầu. Và các kinh tế gia ước tính là sẽ cần ít nhất là 2 năm mới có lại được số 22 triệu việc làm bị mất trong thời đại dịch. Nhưng mà mức phát triển của tổng sản lượng nội địa năm nay, như nhiều người kinh tế gia dự đoán, thì có thể lên đến 7% và sẽ là mức cao nhất từ năm 1984 đến nay. Và nhận định về cái câu báo cáo về việc làm của ngày hôm nay thì Tổng thống Joe Biden có chúc mừng, nhưng mà đồng thời cũng có đưa ra một cái lời cảnh báo là cái quá trình hồi phục kinh tế của nước Mỹ đang trên đà đi tới, nhưng mà không có nghĩa là Quốc hội sẽ không còn việc gì để làm, hay nói một cách khác là Quốc hội vẫn cần phải tiến hành rất nhiều việc để bảo đảm là kinh tế nước Mỹ đang hồi phục và dần đi đúng hướng. Và ông có nhắc đến cái câu chuyện, cái kế hoạch xây dựng lại hạ tầng cơ sở cũng như là phục hồi việc làm cho nước Mỹ mà trị giá hơn 2.000 tỷ mà ông vừa mới công bố vào hôm thứ Tư vừa rồi tại Pittsburgh. Thì ông nói một cái điều là ngay sau khi cái nghỉ xuân sắp tới, ngay khi sau cái kỳ nghỉ xuân, thì ông sẽ gặp gỡ cả những nhà lập pháp ở bên phía Dân Chủ và cả bên phía Cộng Hòa để làm sao có cái sự bàn thảo và nhanh chóng đưa cái kế hoạch này đi vào thực tế. Và Tổng thống Joe Biden có nói một cái câu khá là chắc nịch là ông biết rằng cái chuyện tranh cãi là cái chuyện chắc chắn. Tranh cãi thì welcome, cái chuyện thương lượng cũng là chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng mà cái chuyện mà không có làm gì hết là không phải là một cái điều mà ông mong muốn, và chắc chắn là điều đó không thể xảy ra trong thực tế. Và thưa quý vị, theo đài NBC News cho biết là khi giới truyền thông hỏi ông là với cái sự phát triển về cái việc làm trong tháng 3 dành cho người Mỹ khởi sắc như vậy, thì ông nghĩ là ông có bao nhiêu cái credit, có bao nhiêu cái đóng góp trong cái việc này, thì Tổng thống Joe Biden đã trả lời là tôi đưa tất cả những cái credit, những cái công sức này dành cho toàn bộ người Mỹ chứ không phải là dành cho tôi. Và thưa quý vị, khi mà ông Tổng thống Joe Biden công bố cái kế hoạch phục hồi hạ tầng cơ sở cũng như là tạo lại việc làm cho người dân Mỹ, thì có rất nhiều những cái tranh cãi, đặc biệt là những người bên phía Cộng Hòa đã tập trung vào cái việc là có nên chăng cái việc tăng thuế trên các đại công ty, big corporations. Thì thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã dự định, đã nói là sẽ tăng thuế trên các corporation, các đại công ty từ 21% lên đến 28%, bởi vì Tòa Bạch Ốc ước tính là những cái sửa đổi sẽ được huy động, nếu mà
tăng thuế như vậy trên các tập đoàn đó thì sẽ huy động được hơn 2.000 tỷ Mỹ Kim trong vòng 15 năm và họ hoàn toàn có được số tiền này để phục vụ cho cái kế hoạch xây dựng lại hạ tầng cơ sở và tạo việc làm. Bởi vì và một cái nghiên cứu mới cho thấy là có ít nhất 55 đại công ty của Mỹ đã không phải trả thuế liên bang vào năm ngoái với hàng tỷ đô la lợi nhuận. Và New York Times cho biết là 26 trong số 55 công ty được liệt kê bao gồm như FedEx, như Nike, Duke Energy, họ những cái công ty như thế này họ có lợi nhuận rất là khổng lồ nhưng mà đã có thể tránh nộp bất kỳ một cái khoản thu nhập thuế liên bang nào trong 3 năm qua, mặc dù là họ báo cáo tổng thu nhập là khoảng 77 tỷ đô la và nhiều người cũng nhận được hàng triệu tỷ đô la hoàn thuế. Đó là lý do cho nên là Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông là muốn phải phục hồi cái mức thuế lên trên các tập đoàn là 28%. Tuy nhiên nó vẫn không phải là cái mức thuế ban đầu trước khi mà ông Trump bước vào tòa Bạch Ốc là ở 35%, nhưng mà ông Trump đã giảm thuế xuống 21%. Và thưa quý vị, chuyển sang một phần tin tức khác liên quan tới vaccine. Thì cách đây vài ngày thì chúng ta cũng có nhận được cái thông tin là một cái nhà máy sản xuất những cái lô vaccine cho Johnson & Johnson ngày 31 tháng 3 vừa rồi, họ công bố là do một số cái lỗi mà những cái người công nhân tại nhà máy đã trộn hai cái loại vaccine không đúng và làm hỏng hết một cái số lượng lớn những cái vaccine Johnson & Johnson. Và thực sự là đây là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà có một cái thông tin mà ngày hôm nay chúng tôi đọc thấy, đó là cái công ty Emergent BioSolutions là vốn trước giờ cũng bị một số cái điều tiếng là không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nhưng mà với cái chuyện lần này đó thì chắc chắn là nó đã ảnh hưởng rất là lớn trong cái kế hoạch mà Johnson & Johnson sẽ phân phối hàng triệu liều vaccine cho nước Mỹ. Thì thưa quý vị, công ty này đã làm hỏng hết 15 triệu liều vaccine và nhưng mà tòa Bạch Ốc đó ngày hôm nay họ cũng đưa ra một cái yêu cầu, họ đang đề nghị là các tiểu bang hãy làm sao để phối hợp với nhau để nâng cao cái ý thức của người dân trong cái chuyện là vẫn có thể sử dụng những cái liều Johnson & Johnson mà không có bị hỏng mà đã được phân phối cho các tiểu bang đó. Tức là khi người dân mà được tiếp cận với các loại vaccine thì vaccine nào cũng được, Pfizer cũng được, Moderna cũng được hay Johnson & Johnson cũng được, miễn sao là chịu chích ngừa, chứ đừng có chê Johnson & Johnson. Và đó là cái thông điệp ngày hôm nay tòa Bạch Ốc đang yêu cầu các tiểu bang hãy phối hợp. Và cũng ngày hôm qua đó thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi đọc thấy thì cả 50 tiểu bang đã công bố là sẽ có kế hoạch mở rộng vaccine chích ngừa cho toàn bộ người dân Mỹ, và tiểu bang Arkansas là tiểu bang cuối cùng để công bố cái điều này, có nghĩa là sắp tới chúng ta cảm thấy khá là yên tâm khi mà toàn bộ người dân sẽ được chích ngừa. Ở California thì vào ngày 15 tháng 4 là sẽ mở hoàn toàn cái lượng vaccine để chích ngừa cho toàn bộ người dân. Và nói về vaccine thì cũng có liên quan một chút về tình hình ở Việt Nam thưa quý vị. Thì Việt Nam vừa nhận lô hàng đầu tiên bao gồm hơn 811.000 liều vaccine AstraZeneca của COVAX, là với những cái số liều vaccine này thì có một cái đóng góp rất là lớn của Mỹ. Bởi vì sao vậy? Mỹ đã công bố cam kết cung cấp khoản ngân sách ban đầu là 2 tỷ Mỹ Kim trong tổng ngân sách dự kiến là 4 tỷ để hỗ trợ cho COVAX. Trong đó Việt Nam là một trong những nước sẽ nhận được những cái kinh phí, những cái liều vaccine này. Và chuyển sang một cái phần tin cũng khá là quan trọng của ngày hôm nay mà chúng tôi đọc thấy thưa quý vị, về con trai của Tổng thống Joe Biden, đó là ông Hunter Biden. Thì ngày hôm nay trong một cái cuộc phỏng vấn được phát vào trên đài CBS vào ngày hôm thứ Sáu, thì trong đó ông Hunter Biden khá là né tránh một số cái câu hỏi liên quan đến chuyện cái chiếc laptop mà hiện nay FBI đang thu giữ và đang điều tra. Và ông nói là ông không biết là liệu là cái chiếc laptop đó có phải là của ông hay không. Và sau đó ông cũng có thừa nhận một điều là có thể có một cái phần trăm nào đó cái chiếc laptop này là của ông. Và ông đồng thời ông cũng có đưa ra một số cái giả thuyết liên quan đến chiếc laptop này. Ví dụ ông nói là có thể là có một cái chiếc laptop ở ngoài kia mà người ta đã trộm của tôi, hoặc là có thể là cái chiếc laptop của tôi đã bị hack, hoặc là có một cái sự tham gia của tình báo của Nga trong cái công việc này, hoặc là
Đơn giản là cái chiếc laptop đó cũng không phải là của tôi. Nói chung là có rất nhiều giả thuyết ông Hunter Biden khá là lúng túng ngày hôm nay trong cái cuộc phỏng vấn ở trên đài CBS mà CNN nhận định là ông né tránh, không có đưa ra những câu trả lời trực tiếp. Và thưa quý vị, cái chiếc laptop này được FBI thu giữ vào năm 2019 trong một cái tiệm sửa máy tính ở Delaware, nhưng mà FBI vẫn chưa có thể đi đến kết luận là liệu chính xác cái chiếc laptop này và những nội dung mà họ tìm thấy trong chiếc laptop này có liên quan đến ông Hunter Biden hay không, bởi vì nó đã đi qua rất nhiều trung gian trước khi đến tay FBI. Có thể đó không phải là cái chiếc laptop ban đầu của Hunter Biden, đó là kết luận của FBI nói như vậy, cho nên họ tiếp tục điều tra. Và cũng không rõ là liệu những cái nội dung nằm trong chiếc laptop thì có liên quan đến cuộc điều tra mà FBI đang tiến hành liên quan đến việc là liệu có hay không cái câu chuyện làm ăn của Hunter Biden liên quan đến Ukraine hay là đến China và có liên quan đến câu chuyện rửa tiền hay không. Cho nên là đó vẫn là một cái cuộc điều tra mà chưa có câu trả lời. Tuy nhiên, ngày hôm nay, ông Hunter Biden xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trên đài CBS và ông đã tạo một cái ấn tượng cho người phỏng vấn cũng như người xem là ông đang né tránh và ông không có chắc chắn về cái chiếc laptop mà FBI đang thu giữ. Thưa quý vị, và chuyển sang một cái phần tin nữa liên quan tới một nhân vật phải nói là đang xuất hiện tràn ngập trên các headline của các phương tiện truyền thông của Mỹ. Đó là ông dân biểu Cộng Hòa và người rất là ủng hộ và trung thành với cựu Tổng thống Trump mà chúng tôi cũng thông tin trong những ngày gần đây. Đó là ông dân biểu Matt Gaetz đến từ Florida. Thì quý vị cũng biết rồi, kể từ ngày hôm thứ Ba khi mà New York Times công bố một cái cuộc điều tra của FBI đang điều tra là liệu ông Gaetz này có dính líu liên quan đến cái chuyện là mua bán tình dục hay không, thì vào hôm thứ Năm lại có thêm thông tin là ông Gaetz này đã cùng một người bạn của mình vốn là một cái người thu thuế ở Florida đã có trả rất là nhiều tiền cho những người phụ nữ khác nhau để đổi lấy lại những cái hoạt động tình dục. Và ngày hôm qua, CNN cũng có một số cái nhân chứng đã tiết lộ với CNN là ông Gaetz đã từng khoe hình ảnh những người phụ nữ khỏa thân mà đã từng ngủ chung với ông. Nhưng mà đến ngày hôm nay đó thưa quý vị, thì giám đốc truyền thông của ông Gaetz đã tuyên bố là họ từ chức, không ở tiếp tục cái vị trí công việc của họ nữa. Và ngày hôm nay ông Gaetz cũng nói với trang The Hill là những cái cáo buộc hiện nay, cái cuộc điều tra đang chống lại ông hiện nay là hoàn toàn vô căn cứ và sai sự thật, và chắc chắn là ông sẽ không có từ chức khỏi cái vị trí của mình. Mặc dù trước đó vào tuần trước thì ông Gaetz có ấp mở về cái khả năng là ông sẽ rời khỏi vị trí ở tòa nhà Quốc hội để tiếp tục công việc truyền thông. Nhưng mà ngày hôm nay thì ông khẳng định với The Hill là ông sẽ tiếp tục ở lại vị trí của mình để chứng tỏ là ông trong sạch. Và thưa quý vị, một cái phần tin tức cuối cùng nhưng mà cũng rất là đáng chú ý, đó là câu chuyện ở Miến Điện. Khi mà kể từ ngày mà quân đội đảo chánh lật đổ lại chính quyền thì có rất nhiều những cái sự xô xát và đụng độ giữa quân đội và thường dân và những người biểu tình, và có rất nhiều cái chết của những người biểu tình trong suốt thời gian vừa qua chúng ta đã thấy. Nhưng có lẽ có một cái yếu tố mà chúng ta không thể chấp nhận được, khi mà có 40 trẻ em vô tội trong vòng 2 tháng đã bị bắn chết. Và chúng tôi nhớ cách đây không lâu chúng tôi cũng có đưa tin tới quý vị, thậm chí có một em chỉ có mới 9 tuổi thôi đang ở trong nhà của mình mà cũng bị quân đội đến tận nhà và bắt cái người cha của em này, nhưng mà đã nã súng vào cái cô bé này và gây ra cái chết rất là thương tâm. Thì tổ chức nhân quyền của thế giới người ta đã kết luận là chỉ trong vòng 2 tháng mà quân đội đảo chánh lật đổ chính quyền và họ đã gây ra cái chết cho 40 trẻ em ở Miến Điện. Ngoài ra những cái trẻ em bị thương, bị hành hung là chưa được thống kê và nó cũng không phải là con số được chính thức. Và ngày hôm qua đó thưa quý vị, bà Christine Strainer Bujin là đại sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện đã cảnh báo một cái nguy cơ, một cuộc tắm máu sắp xảy ra ở Miến Điện, trong khi các nhà hoạt động ở Miến Điện đã đốt các bản sao hiến pháp do quân đội soạn thảo vào ngày 1 tháng 4. Và bà đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện đã đưa ra cảnh báo trên sau khi bùng phát những cái giao tranh rất là dữ dội giữa quân đội và lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số tại các khu vực biên giới. Và chính quyền Miến Điện ngày hôm qua cũng vừa công bố là họ sẽ đơn phương đình chiến một tháng với các lực lượng dân tộc thiểu số này. Nhưng mà thưa quý vị, những cái cuộc biểu tình và diễu hành đã diễn ra suốt đêm ngày hôm qua và rạng sáng trên khắp các thành phố ở Miến Điện. Và
nhiều nhóm người đã dùng mạng xã hội tại Miến Điện và truy lùng và công bố danh tính những người có thân nhân trong quân đội ở Miến Điện. Và Facebook cũng vừa thông báo là họ đã đóng cửa một trang có 67.000 lượt theo dõi, khi mà cái trang này đã công bố thông tin của 170 người mà có người thân đang hoạt động trong quân đội, mà dân chúng người ta đang cảm thấy rất là bất mãn, bởi vì họ cho là chính lực lượng quân đội đã gây ra cái tình trạng rất là bất ổn và căng thẳng, và đặc biệt là cái chết của những cái thường dân vô tội hiện nay. Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và nếu quý vị nào đang ở Mỹ thì ngày hôm nay quý vị có thể nghĩ đến chuyện mua vé số Mega, bởi vì giá trị của vé số Mega ngày hôm nay lên đến 168 triệu Mỹ Kim. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.